cô chú anh chị, chào mừng cô anh chú chị lại với kênh Cô Dạy Việt trong Amis Cuộc Sống Mỹ Tennessee. Ngày hôm nay thì gia đình của Nhi sẽ bắt đầu thu hoạch tỏi. Hôm trước Nhi có nói nhầm là nhà mình trồng khoảng 30kg, nhưng mà thật ra đó là tính ra là tới 50kg, là cái nguyên cái khu này là khoảng 40kg, rồi những cái khu khác thì rải rác là khoảng 10kg nữa. Để mà mình biết được tỏi khi nào mà bắt đầu thu hoạch đó, thì là mình sẽ thấy mấy cái lá từ ở dưới gốc lên đó, nó đã khô cô chú gì chị, nó chuyển sang màu nâu, với lại là cô chú thấy là nó vàng đều luôn ha. Thì cái này cũng là thời điểm tốt để mà thu hoạch tỏi. Rồi để mà thu hoạch tỏi cô chú anh chị, không phải là mình cứ nắm cái đầu này nè là mình kéo lên được đâu. Nếu như mà nhà mình á, mà mình chỉ xài cho nhà thôi đó, có một ít thôi đó, thì mình có thể làm như vậy được, tại vì nó cũng không vấn đề gì. Nhưng mà để mà kinh doanh đó, nhà Nhi trồng số lượng rất là nhiều, thì mình không thể nào kéo cái đầu lên, tại vì mình kéo này lên thì nó sẽ ảnh hưởng tới mấy cái tép tỏi dưới đây. Với lại là khi mà nó bị dính đất nhiều quá, mình cũng không được đập đập để mà cho nó ra đất, nhưng mà mình phải sử dụng tay mình vuốt vuốt cái phía rễ này ra, tại vì khi mình đập đó, thì mấy cái tỏi này nó cũng sẽ dễ bị dập cô chú anh chị. Để mà thu hoạch tỏi đó thì sẽ sử dụng một cái dạng không phải là cái xẻng, nó có mấy cái nhọn nhọn phía dưới đó, thì mình sẽ xới nó lên. Hai cho con phải đi ra cửa hàng để mua cái đó, chứ mình không thể nào sử dụng những cái khác được. Nói chung là cũng rất là quan trọng, tại vì là để kinh doanh mà. Đây, tỏi này thì nhà Nhi trồng hồi tháng 10, tháng 8 hay là tháng 9 gì Nhi quên nè, của mùa thu năm rồi. Đây là cái mấy cái tép nè, là nó bự đều luôn cô chú anh chị, nhà nhìn này ha. Vậy là cái này là cũng là củ nhỏ đó. Thì những người nông dân ở xung quanh đây họ nói rằng là năm nay không biết lý do vì sao mà tỏi nó không có được lớn giống như mọi năm. Nói chung là ai cũng giống như ai hết trơn. Cái này là cái củ mà Nhi kéo lên nhỏ thôi, còn những cái củ khác thì còn bự hơn nữa. Đây, nó không có mấy tép nhỏ nha. Khi mà anh xã Nhi ảnh đi mua cái đồ mà đào tỏi đó, thì trong thời gian chờ đợi thì Nhi sẽ đi chăm sóc cái khu cà chua. Rồi, ở cái khu này thì là cái khu mà cà chua bi màu vàng của nhà Nhi. Có một số cây mà có loại cà chua bự đó thì nó bị lẫn vô lúc mà mình trồng đó, chứ không phải là mình trồng vô xen kẽ với cái này. Bên kia là cà chua lớn, với lại kế chính giữa là một cái loại cà chua cái gì ta, sô-cô-la, màu sô-cô-la. Năm nay á, thì cà chua nhà Nhi rất là tốt luôn trong thời gian hiện tại so với những năm trước. Rồi cô chú anh chị cũng thấy ha, một cái nhánh, một cái dây, một cây như vậy là được 1, 2, 3, 4, 5, 6 và trên kia là 7, và nó còn sẽ leo cao hơn nữa. Thì nhà Nhi như lúc trước Nhi có giải thích đó, là nhà Nhi làm kiểu này đó thì nó sẽ dễ thu hoạch hơn, và mình sẽ không có bị sót cà chua đi. Và cái dây này đó, khi mà cái phía trên ngọn này nó dài cái nữa đó, thì mình sẽ quấn vô trong cái dây này và tiếp tục cho nó đi theo cái đường dây đó. Nhưng mà mình không cần phải quấn chặt quá đâu, tại vì á, anh xã Nhi giải thích đó là cái cây á, cây trồng là cũng vậy, nó cũng cần có cái dựa vào cái sức của nó để mà nó có thể phát triển mạnh mẽ được, cho nên mình không cần phải uốn éo nó quá chặt đâu. Nếu mình như vậy đó, thì nó sẽ phải phụ thuộc vào những cái dụng cụ nhiều hơn, và nó sẽ không có sức chống chọi lại với thời tiết hoặc là côn trùng. Nói chung là nhiều thứ lắm, nói chung cũng rất là hay. Rồi đối với cái dạng mà cà chua bi này đó, thì khi mà nó ra mấy cái nhánh đây nè đó, thì mình sẽ ngắt nó bỏ nha. Đó, mình ngắt nó bỏ mấy cái chỗ này nè. Mình có kéo mình cắt thì nó sẽ hay hơn. Để mà cho nó tiếp tục nó lớn, phát triển lớn nữa, với lại là nó sẽ nuôi trái. Nhưng mà đối với cà chua mà trái bự như thế này đó, thì khi mà nó ra nhánh thì mình đừng có ngắt nó cô chú anh chị, mình cứ để nó ra.
Đây, cái này là nó ra một cái nhánh khác nè. Và trái cũng rất là đầy trên đây luôn. Nhà Nhi thì sẽ không có ngắt ha. Đối với loại này thì sẽ không có ngắt nhánh đi, cho nó phát triển tự nhiên. Đây. Năm nay cà chua nhìn rất là đỡ luôn. Thường á, mỗi năm thì cà chua mà cỡ lớn cỡ này một chút xíu nè, thì nó là bị nứt, với lại là nó bị hư, nói chung là nhiều thứ lắm, là nó bị giống như vậy nè. Đó, mấy trái này thì mình nên bẻ đi để mà nó nuôi mấy trái khác. Rồi xen lẫn bên cạnh đó thì để mà diệt trừ được sâu bọ nó ăn ba cái cà chua của mình đó, thì mình cũng trồng quế nha. Cái này là quế mình thường hay sử dụng để nấu canh chua nè. Rồi ba cái hành tăm, cái này không phải hành tăm, một cái dạng khác giống như hẹ vậy đó. Đó, với lại là ba cái gì ta, cái này không phải kinh giới, xạ hương, với lại húng tây ha, với lại là hẹ nè, hành nè, là mình trồng xen kẽ vô trong mấy cái cây cà chua như thế này thì mình sẽ diệt trừ được sâu bọ. Đó. Đây. Như làm biếng lấy kéo ngắt. Lấy tay ngắt đi. Khách hàng thì rất là thích cà chua của nhà Nhi trồng, bởi vì mấy năm trước nhà Nhi bán đó, thì họ nói rằng là nó ngọt, với lại là trái nó cũng vừa cỡ kiểu như gọi là cà chua bi á, thì nó cũng cỡ như là nó không có bự quá và nó có độ ngọt nhất định. Và họ tin tưởng rằng nhà Nhi là trồng hữu cơ đó. Nói chung là ở Mỹ cô chú anh chị, không phải là cứ nói ở Mỹ là trồng hữu cơ đâu, nhưng mà cũng có những nơi họ cũng có xịt thuốc, nhưng mà họ sẽ kiểu như là không có xịt quá lạm dụng á, nhưng mà họ sẽ xịt với liều lượng nhất định, và họ biết cái cách kiểu như khi nào thì sẽ xịt. Nói chung là nhiều cái lắm, nhưng mà đối với nhà Nhi đó, thì khi mà khách hàng họ mua đó thì họ sẽ hỏi rất là kỹ. Họ hỏi đó là mình trồng hữu cơ, rồi mình có trồng hữu cơ không, mình có xịt thuốc không, rồi nói chung là hỏi rất kỹ. Họ hỏi kỹ thì họ mới mua đó. Nhà Nhi thì đi theo cái hướng hữu cơ, không có xịt bất cứ một cái thuốc gì hết, tất cả mọi thứ đều hữu cơ hết luôn. Thế cả Nhi còn nhìn còn ham cô chú anh chị, tại vì mình quen rồi đó. Nhưng mà mấy năm trước thì nó không được như vậy đâu, năm nay là kiểu như là đất nó rất là tốt luôn cô chú anh chị. Tại vì khi mà mình bổ sung mấy cái phân đồ chất dinh dưỡng cho đất á, thì nó sẽ cho cái cây rất là nhiều chất dinh dưỡng ha. Mấy cái này nè, mấy cái này là phân từ trùng đất nè. Đó, khi mà mình móc cái lớp đất của mình lên đó, thì ở đó rất là nhiều trùng cô chú anh chị. Đây nè, mấy cái này là phân trùng đất nè, nhìn cái này rất là đã luôn, sướng lắm. Mấy người làm nông thấy mấy này là sướng lắm luôn. Đây, đã lắm. Chỗ này nó có mấy trái chín nè, phải hái nha, ăn ngọt nha cô chú anh chị. Đây. Ngọt. Not really big, but
Put down. Chandel, don't throw them. Just put down Chandel. Rồi. It's okay, keep going. It's okay, keep going. It's okay. Keep going. It's kind of like going. Look, I have the big pile. Keep going, keep going. Mommy, what's it? I don't know. Keep going, keep going. Keep going. Okay. Gentle. Good job. Ok, the next row. Sẽ đem lên tầng 1 cô chú anh chị. Để phơ, để treo lên kho phơi. I'll see you. Just a girl. You want to see me? You are naked. Rồi, cái này là khoảng 14 bó của chú anh chị. Để mà bó nó dễ khô á, thì mình sẽ không có bó nó đều nha. Và nó phải sôi lên nha. Chắc có lẽ là nhà Nhi sẽ treo hết nguyên một cái khu này. Cái này là tầng 1 nha. Tầng 1 này vẫn chưa xong, cho nên là có cơ hội để làm ba cái đồ này. 14 bó này là đã thu hoạch được khoảng 2 lúng rưỡi. Bây giờ thì sẽ ra ngoài nữa. What are you doing? Building your house. Your house? Okay. Who will live with you? Who will live in your house? David. Only David? Someone else? Someone else will live with David? Hả? Sợ tới trái.
Rồi, cái này là đợt thứ hai cô chú anh chị. Mỗi lần một đợt như vậy là chở trên cái xe kéo chỉ khoảng 2 luống rưỡi thôi. Thì cái này là được 5 luống nè. Tổng cộng là khoảng 29 bó nha. Bây giờ thì hai chồng Nhi sẽ ra ngoài nhổ thêm nữa cho nó xong bữa nay luôn. Ảnh mấy chị bữa nay bị bỏ đói, không có ăn rau nhiều nè. Này Nhi đem su hào ra. Mày này chắc không chịu ăn quá. This is 3 row, right? 3, 4, 5 row. Rồi cuối cùng thì cũng xong 10 luống cô chú anh chị. Tổng cộng 10 luống này á là khoảng được chắc được 3-4 ngàn củ. Mà nếu mà tổng cộng lại là chắc được khoảng 3-400 kg tỏi ha. Chỉ một luống này thôi. Bây giờ thì chỉ còn mỗi 3 cái bông cải xanh với lại là bông cải trắng rồi đó. Còn lại nha, anh xã nhìn tưới nước. Còn hai luống tỏi dưới kia là một loại khác nữa, cho nên là chưa có nhổ bây giờ, tại vì nó vẫn chưa có đúng lứa tuổi ha, đúng lứa để mà thu hoạch, để mà nhổ kịp cho ngoài trước khi trời tối đó. Thì cho nên là anh xã Nhi mới đem lên trên chứ không có làm giống lúc trưa nữa. Có gì ngày mai Nhi sẽ lên trên tầng 1 để Nhi quay toàn bộ cho cô chú anh chị coi nha. Bây giờ thì Nhi phải kết thúc cái clip ngày hôm nay. Đây, cái này là ba cái đậu Hà Lan Nhi mới thu hoạch bữa nay nè, tranh thủ. Tại vì ngày mai có chợ của chú anh chị, một lát nữa thì sẽ đi thu hoạch ba cái rau mầm nữa, rồi Nhi dọn dẹp nhà cửa, cho nên là không có thời gian để quay nữa. Hẹn gặp cô chú anh chị vào cái video tiếp theo. Cô chú anh chị lần đầu tiên xem kênh Nhi thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm nút chia sẻ để mà nhiều người biết tới kênh nhà Nhi để ủng hộ nha cô chú anh chị. Nhi cảm ơn rất là nhiều.